Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin làm video để hướng dẫn cho mọi người cách quỳ và xóa login đối với dòng máy tính để bảng. Nó sẽ bao gồm đó là dòng Win 4.8 và Win 4.12. Thì khi mà mình cần hủy hoặc xóa login, thì lúc mà mình in nhầm hoặc là in sai cái là login đó mà mình không muốn in những con tem đó ra để tiết kiệm cái giấy và mực, thì các bạn hãy làm theo các bước qua. Thì đầu tiên em sẽ in với một cái số lượng tầm 20 con tem. Đây, em sẽ in 20 con tem. Máy in ra khi mà mình phát hiện in lỗi hoặc là in sai thì mọi người bấm dừng. Để dừng và in thì bước 1 mọi người nhấn nút fix lên. Sau khi nhấn nút fix thì sau khi vừa kết thúc con tem, trước khi mình nhấn thì nó sẽ dừng. Đấy, sau khi dừng, bước thứ hai thì mọi người cần xóa cái lần in đó trên driver. Thì nếu như nó có tồn thì mọi người cần xóa ha. Thông thường bước này mình không cần làm, nhưng nếu có tồn thì mọi người cứ xóa trên driver. Các bước hướng dẫn để mà xóa trên driver trên máy tính thì bên em đã gắn link ở phần mô tả thì mọi người có thể xem. Rồi, bước thứ ba thì mọi người hãy tắt nguồn máy in đi để cho nó xóa hết cái lần in hiện tại đang ở trên máy in. Đây, thì phía sau lưng của máy có công tắc, mọi người chỉ cần tắt nguồn đi, đợi nó tắt hẳn, sau đó mọi người có thể mở lên và tiến hành in lại. Đây, em sẽ mở lên. Đây, mọi người có thể thấy sau khi máy đã khởi động xong, mọi người đợi xíu đang cũng hoạt động. Sau khi máy đã khởi động xong, đèn ra đi sáng, có nghĩa là máy đã hoạt động bình thường và giấy không còn in ra nữa. Nó chỉ có mới in ra mấy con tem này. Dù trong lúc mà em nhấn fix thì nó dừng, nó sẽ in ra cái lần in này và máy nó sẽ xóa hết cái lần in. Thì các bước nó sẽ bao gồm, đầu tiên thì mình sẽ bấm nút fix để dừng. Bước thứ hai thì mình sẽ xóa những cái lần in cũ đang còn tồn được trên driver máy mà thông thường bước này mình không cần làm. Bước thứ ba thì mình sẽ bấm tắt nguồn đi ha. Thế nên mọi người nhớ các bước như vậy em ạ. Đó, hy vọng video này có thể giúp ích được mọi người trong quá trình sử dụng. Thì nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ, mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.